Hãy đăng ký kênh thay đổi để thành công để cập nhật các tin tức mới nhất từ dự án Pi Network. Pi Network đã công bố một bản cập nhật quan trọng, tích hợp hàng nghìn tô cần tiền điện tử vào bộ sưu tập toàn diện của họ. Đánh dấu một bước tiến lớn hướng tới kế hoạch ra mắt Open Mainnet vào cuối năm nay. Với bản cập nhật này, Pi Wallet sẽ hỗ trợ hàng nghìn tô cần bổ sung. Cho phép người dùng chuyển đổi Pi thành nhiều loại tiền tệ khác nhau theo nhu cầu của họ. Đây không phải là dữ liệu thử nghiệm. Đây là thông tin chính thức mới được nhóm cốt lõi của Pi Network công bố. Một cập nhật bộ sưu tập tiền điện tử. Bản cập nhật không chỉ tăng cường tính linh hoạt của người dùng trong các giao dịch mà còn nhấn mạnh cam kết của Pi Network trong việc mở rộng hệ sinh thái của mình. Để trở nên toàn diện hơn. Bằng cách tích hợp hàng nghìn token mới vào Pi Wallet, Pi Network cung cấp cho người dùng nhiều lựa chọn hơn để tham gia vào nhiều khía cạnh khác nhau của nền kinh tế kỹ thuật số toàn cầu. 2. Tác động đến hệ sinh thái Động thái này rất quan trọng đối với sự phát triển của Pi Network. Như một mạng lưới blockchain năng động và tiến bộ. Bằng cách cung cấp quyền truy cập vào hàng nghìn tô cần bổ sung, Pi Network mở rộng các ứng dụng tiềm năng của blockchain trên nhiều lĩnh vực. Từ tài chính đến các ngành công nghiệp sáng tạo và công nghệ. Người dùng có thể mong đợi một hệ sinh thái đa dạng hơn và có chức năng cao hơn cho phép đổi mới và tăng trưởng nhanh hơn trong tương lai. 3. Dữ liệu mới nhất từ blockchain P. Theo nguồn tin từ blockchain P, bản cập nhật dữ liệu này diễn ra chỉ 5 phút trước, khẳng định cam kết của P Network không chỉ về tính minh bạch mà còn về sự tiến bộ nhanh chóng về công nghệ. Sự minh bạch này tạo dựng lòng tin giữa người dùng và nhấn mạnh sự tận tâm của P Network trong việc cung cấp các giải pháp blockchain đáng tin cậy và có thể mở rộng cho mọi người. 4 chuẩn bị cho việc ra mắt mainnet mở. Khi ngày ra mắt Open Mainnet đang đến gần, P Network và cộng đồng của nó đã sẵn sàng đón nhận những tính năng mới này một cách háo hức. Người dùng có thể chuẩn bị chiến lược của mình để tận dụng hàng nghìn tô cần mới này, trong khi các nhà đầu tư có thể dự đoán tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Từ sự mở rộng hệ sinh thái của P Network, bản cập nhật bộ sưu tập tiền điện tử đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Pi Network với tư cách là đơn vị dẫn đầu trong thế giới blockchain. Bằng cách tiếp tục phát triển các tính năng sáng tạo và nâng cao khả năng tiếp cận toàn cầu, Pi Network đặt nền tảng vững chắc cho một tương lai toàn diện và bền vững hơn. Vì vậy, chúng tôi đang háo hức chờ đợi việc triển khai hàng nghìn tô cần mới sẽ củng cố vị thế của Pi Network trong hệ sinh thái blockchain toàn cầu như thế nào. Hiện tại Pi vẫn chưa lên sàn giao dịch, nên mọi người khai thác bằng cách kích tia xét mỗi ngày. Hạn chế mua bán ti ở các sàn giao dịch chợ đen tránh mất tiền oan. Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc cộng đồng P-Network ngày càng phát triển và thành công.